Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ người đàn ông đặc biệt trong sự nghiệp của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, nổi tiếng cả V-Big. Mấy ngày gần đây, đời tư và sự nghiệp của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga liên tục nhận được sự chú ý từ công chúng. Trước khi vướng vào lùm xùm tình tiền, Nang Hậu đã từng là một mỹ nữ đa tài trong showbiz, sở hữu khả năng hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò. Thời điểm đó, tên tuổi của Phương Nga gắn liền với nhạc sĩ Đức Trí, mối lương duyên cùng cô cho ra đời nhiều ca khúc đình đám. Trương Hồ Phương Nga bắt đầu dấn thân vào showbiz và được nhiều người biết đến khi đăng quang một cuộc thi sắc đẹp tại Nga vào năm 2007. Sau khi hoàn thành việc học tại phương Tây, cô nàng đã về nước và hoạt động nghệ thuật một cách tích cực. Cũng từ đây, Nang Hậu đã tạo được dấu ấn riêng trong loạt lĩnh vực giải trí. Không chỉ gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp, Trương Hồ Phương Nga còn khẳng định tên tuổi của mình với nhiều vai trò như MC, nhạc sĩ, người mẫu, diễn viên. Đặc biệt, khi cầm bút sáng tác bài hát, cô nàng đã khiến cả khán giả và người nổi tiếng chú ý vì tạo ra loạt bản hit đình đám lúc bấy giờ như Mong Manh Tình Về, Đông Dịu Ngọt, Có Lễ Muộn Màng. Đằng sau những ca khúc nổi tiếng của Phương Nga chính là sự kết hợp sáng tác giữa cô nàng và nam nhạc sĩ Đức Trí. Hai người làm việc ăn ý đến nỗi, khán giả còn thường xuyên gọi Đức Trí là mối lương duyên của Nang Hậu. Được biết, cả hai quen biết nhau qua vài người bạn chung vào năm 2011. Sau khi nhận ra có cùng chí hướng, đôi bạn đã nhanh chóng tiến tới hợp tác và cho ra đời những ca khúc bất hủ. Qua thời gian dài tiếp xúc và làm việc chung, nam nhạc sĩ không ngần ngại chia sẻ bản thân vô cùng ấn tượng với Phương Nga. Dù còn rất trẻ, nhưng cô nàng đã có một sự sâu sắc và thông minh hiếm thấy trong cách giao tiếp. Bên cạnh đó, Đức Trí cũng nhận xét, Nang Hậu sinh năm 1987, có vẻ ngoài thu hút và sở hữu khả năng tư duy trong việc viết nhạc. Các dự án âm nhạc mà đôi bạn song kiếm hợp bích đều nhận được những kết quả đáng trân trọng. Ca khúc Mong Manh Tình Về được ca sĩ Quốc Thiên thể hiện da diết, làm nổi bật giai điệu buồn sâu lắng, đã đánh dấu sự thành công trong việc hợp tác của nam nhạc sĩ và Nang Hậu kém anh 14 tuổi. Đức Trí không còn là cái tên quá xa lạ trong làng giải trí Việt, bởi trước khi hợp tác với Phương Nga, anh chàng từng là nhạc sĩ kỳ cựu và đoạt giải âm nhạc cống hiến năm 2006, giải Mai Vàng 2 năm liên tiếp 2004-2005 và trở thành quán quân của chương trình Việt Nam Idol vào năm 2018. Tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với các bản hit của Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Phương Thanh. Sau khi thoát khỏi ồn ào tiền tình, Trương Hồ Phương Nga đã sống kín tiếng một thời gian. Gần đây cô nàng bắt đầu xuất hiện trong các sự kiện của showbiz. Hiện Nang Hậu vẫn đang giữ vị trí giám đốc marketing của một công ty nội thất và chưa có ý định quay lại làng nhạc Việt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.